Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trong cái mục nước Mỹ nhìn mặt trái với sự góc mặt của anh Nguyễn Ngọc Mùi, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một lần nữa anh Nguyễn Ngọc Mùi với tiết mục nước Mỹ nhìn từ mặt trái. Dạ. Xin chào anh, thưa anh. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, xin chào anh Nguyễn Xuân Nam và xin kính chào quý vị. Xin mời anh. Thưa quý vị, thường đó chúng ta cứ tưởng nước Mỹ là mọi thứ đều tốt đẹp. Và cái mục này để cho chúng ta nhìn thấy một mặt khác của nước Mỹ, không phải để nói xấu nước Mỹ hay nói tốt nước Mỹ, mà để chúng ta nhìn nước Mỹ một cách đầy đủ và toàn diện hơn. Thưa quý vị, có lẽ một trong những bài nói chuyện gần đây nhất của Tổng thống Barack Obama là bài nói chuyện ông khi ông gặp ông Raul Castro. Khi ông đến với Cuba, thì trong cái bài đó, ông ta có nói đến một số các vấn đề, cái ưu việt của nước Cuba và cái tồi tệ của nước Cuba. Ông kể đến một trong những cái ưu việt của nước Cuba là cái hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và ông cho rằng cái đó là một cái điều tốt đẹp mà Cuba làm được. Tuy nhiên ông rất là phê phán Cuba nào nhân quyền, rồi nào về tiếng nói người đối lập bị đàn áp, rồi nào về cái hệ thống kinh tế nó lạc hậu, theo chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, vân vân. Và trong cái chuyến đi tại Buenos Aires tại Nam Mỹ, ông này nói điều đó một lần nữa. Cho nên đối với một số các nước lân bang Hoa Kỳ thì cái hệ thống y tế hiện tại Cuba nó là cái hệ thống y tế chăm sóc toàn dân nó tốt, hay là tại Canada hệ thống y tế nó rất là tốt. Dạ. Nhưng mà tại Hoa Kỳ đó là hệ thống y tế mà phải nói là rất là nhức đầu. Gần đây thì ông Tổng thống Barack Obama đưa ra cái chính sách đó là Obamacare. Dạ. Affordable Healthcare Act. Nhưng mà nó, chúng ta thấy tất cả những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh luận trong chức Tổng thống vừa qua đó, để chạy đua cuộc Tổng thống vừa qua đó, thì tất cả các ứng cử viên Cộng Hòa đều nhằm vào đả kích Obamacare để cho rằng sẽ hủy bỏ, sẽ đưa cái khác tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái nào là tốt đẹp? Tốt đẹp là cái gì? Kế hoạch ra sao? Chúng ta chỉ nghe thả bom nhưng mà không ai đưa cho chúng ta một cái kế hoạch nào có thể khả dĩ để xem tốt hơn cái hiện tại của Obamacare. Chúng ta nói thì dễ, cho nên chúng ta nhớ lúc đó ông Donald Trump bảo là ông sẽ đưa ra một hệ thống y tế tốt đẹp hơn Obamacare. Thì Marco Rubio, ông ấy, kế hoạch cụ thể. Kế hoạch cụ thể. Thì ông Trump đỡ. Và nói, tôi chưa thể nói anh bây giờ. Ông Rubio đứng ra đưa tay cười. Như vậy có nghĩa là chúng ta thả bom, nhưng mà chúng ta không đưa có kế hoạch nào cụ thể cả. Để giải quyết. Cho nên nước Mỹ vẫn vật vã với một hệ thống y tế toàn dân. Thì cái hệ thống y tế đó, nó là một hệ thống rất nhức đầu. Chúng ta nói hệ thống này lớn, nhưng mà chẳng hạn như chúng ta bị bệnh tật ở tại Hoa Kỳ, thì khi chúng ta bị bệnh, nhất là lớn tuổi như chúng ta, có thể là bị bệnh đủ thứ bệnh. Và càng ngày càng tồi tệ hơn nữa. Thì chúng ta ngày càng đi vacation ít, mà ngày càng vào bệnh viện nhiều. Sáng thức dậy đó thì không ăn breakfast, mà uống một ngụm thuốc á, đủ thứ nào, hội chứng mỡ đường máu, mỡ cao, đường cao, máu cao, cái gì. Rồi chúng ta ăn thuốc và đi bệnh viện, đi bác sĩ. Nó nhiều hơn là những cái thú vui chơi khác. Mà chúng ta tránh cái đó không được. Đức Phật về già, về cái tuổi 80 trên, Ngài cũng mang thân xác đầy bệnh tật. Chúng ta thấy không ai có thể thoát khỏi được vì cái thân xác được bị đì kê, bị hủy hoại, bị bệnh tật. Nhưng mà cái chuyện chăm sóc sức khỏe tại nước Mỹ, cái chi phí của nó, thưa quý vị, nó là một cái nỗi nhức đầu cho tất cả chúng ta, nhất là cái tuổi về già. Thì ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn mời Nguyễn Mùi đề cập cái đề tài này để chúng ta có thể hình dung được cái hệ thống y tế nước Mỹ đối với người già nó như thế nào, đối với người bệnh tật nó như thế nào. Và đâu là cái điều đáng sợ nhất, thưa quý vị. Mời mời bắt đầu thưa. Cảm ơn Nguyễn Xuân Nam. Thưa quý vị, nói đến cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ rất là phức tạp lắm. Ngay cả những người chuyên gia về y tế
họ cũng hiểu nổi nữa. Và ngay cả những người làm y tế, về y tế, giống như bác sĩ hoặc là nurse, y tá chẳng hạn, họ cũng nắm hiểu được tất cả cái hệ thống đó. Nó quá chằng chịt và quá rất là phức tạp. Tại vì nó liên quan mật thiết đến với cái bảo hiểm, các công ty bảo hiểm và đồng thời bệnh viện. Và bệnh viện là những provider. Và cái bệnh viện và những công ty bảo hiểm đều là tư nhân. Thưa quý vị, cái điều đó rất là phức tạp, rất là khó mà mình hình dung ra một hệ thống để mà hiểu rõ một cách cặn kẽ. Ngay cả những người già hoặc là những người mà có con nhỏ chẳng hạn, họ hưởng những cái chương trình Medicare hoặc là Medical chẳng hạn, một chuyện gì rất là phức tạp, ở đây có thể 10 năm, 20 năm cũng hiểu nổi nữa. Thì rất có nhiều người họ nói như thế này, thưa quý vị, họ hỏi tại sao một đất nước Hoa Kỳ, một đất nước bậc nhất thế giới về kinh tế, về chính trị, tức là dân chủ, và về y tế, là một nước mà hầu như tất cả các nước trên thế giới có bệnh, họ được mà có may mắn hoặc có tiền, họ đến Hoa Kỳ để chữa bệnh. Thế thì hệ thống y tế của Hoa Kỳ có giúp gì cho người dân ở Hoa Kỳ hay không? Đó là câu hỏi. Và thí dụ như những người ngoài quốc gia Hoa Kỳ chẳng hạn, họ đi đến Mỹ, họ có được trợ giúp khi họ bị bệnh về vấn đề, tức là miễn phí, đó là bệnh viện miễn phí hoặc là nhân đạo hay không? Đó là một câu hỏi mà hầu như người ta hỏi người Xuân Nam. Thế đó, cái đề tài hôm nay mình nói chuyện là vấn đề cái lệ phí hay là phí bệnh viện như thế nào, mình trả tiền thuốc men, mình trả tiền bác sĩ như thế nào, đó là vấn đề. Cho còn mình nói đến cái hệ thống thì hơi quá nhiều. Thưa quý vị, thì thứ nhì, quý vị biết rằng là bây giờ mình nói tiểu bang Cali là một, nếu như là tính về quốc gia thì tiểu bang Cali, nếu so sánh với quốc gia khác thì tiểu bang Cali một tiểu bang không, tức là đứng hàng thứ 8 với so sánh với các quốc gia khác. Huống chi là Hoa Kỳ với cái hệ thống kinh tế, tài chính rồi y tế lớn như thế này. Bây giờ chúng tôi đưa ra những cái thí dụ và những trường hợp đặc biệt để quý vị thấy rằng cái hệ thống mà vấn đề tính toán về cái phí, viện phí và đồng thời thuốc men của mình như thế nào. Thì dưới một cái trường hợp là có hai vợ chồng rất là trẻ, là mới ra một cái hãng và hàng ngày như vậy, hàng tháng như vậy, đóng tiền bảo phí, một tháng như vậy đóng hơn 500. Thì không may, một cái thời gian rất ngắn thôi, thì anh chồng lâm vào cân bệnh và đi bệnh viện thì phát hiện ra ung thư. Như vậy đã có mua bảo hiểm rồi, thì quý vị biết rằng bảo hiểm chỉ cover, tức là bảo hiểm trong một số tiền nhất định nào đó thôi. Thì dụ như bảo hiểm bảo cái lệ phí bệnh nằm bệnh viện á 2.000 trong một ngày chẳng hạn, thưa quý vị, nhưng khi mà anh ta đi nằm bệnh viện á, bệnh viện tính đến 5.000 đến 7.000. Như vậy kỳ bảo hiểm của cái công ty bảo hiểm, họ không bảo hiểm 2.000 thừa đó, chứ đâu phải bỏ tiền túi, nằm mới một tháng thôi, không đủ. Như vậy là số tiền quá lớn, đến 210.000, nằm 2 tháng, như vậy là không còn tiền nữa, như vậy là phá sản cái công ty của ông ta. Đó là nói vấn đề giới trẻ. Cái giới sắp sửa về già, có một bà 64 tuổi, chỉ còn 1 năm nữa, tức là về già, tức là có thể hưởng chương trình Medicare hoặc là Medical của chính phủ. Bị khó thở, kêu gọi cấp cứu người sang nam, thì đưa vào bệnh viện, nằm bệnh viện trong 3 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy, bà ta gợi một cái bill về 21.000. Mà nếu như mỗi thuốc mà thử máu như vậy, 3 mũi thuốc thử máu, nếu tính ra thì một mũi thuốc như vậy là 600. Nếu đó là về bảo hiểm tính, nếu như mà chỉ có bệnh viện nữa cho tính khoảng $14 cho một mũi như vậy thôi, mà nằm trong 3 tiếng đồng hồ, rồi xe cấp cứu chở từ nhà đến bệnh viện, tính thêm tiền nữa trong 3 tiếng đồng hồ, 21.000. Một con số tiền rất là lớn như vậy, thưa quý vị thấy. Rồi, tôi đưa ra những trường hợp để quý vị thấy rồi sau này, để chứng minh rằng tại sao cái hệ thống y tế của Mỹ mà lấy tiền viện phí và lấy tiền chăm sóc y tế cao như vậy. Thì dụ như một bệnh nhân về da liễu thôi, thì thấy trên da mình có sự đổi màu. Thì đến khám, thì bác sĩ cho đó là một chuyện bình thường, không có gì đáng quan ngại hết trơn. Nhưng anh chàng này thì anh sợ rằng rồi cái da đổi màu như vậy sẽ có những cái biến chứng sau này. Thì hiện tại không có những cái u ác tính. Thì anh ta muốn rằng làm một cái xét nghiệm thì mình có cái u ác tính là sợ ung thư da này kia nọ. Thưa quý vị thấy, bảo hiểm chỉ trả cho anh ta 8.000 để chữa trị cho da đổi màu nếu như anh ta muốn những cái xét nghiệm
về những cái khối u này kia nọ thì anh phải trả từ mốc tuổi trả thêm tiền. Thì đó là những cái vấn đề. Những cái vấn đề mà CNN đã đưa ra, chắc quý vị đều, như quý vị xem truyền hình của CNN, họ đưa ra những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng là người dân Mỹ rất khốn khổ để trả tiền một chăm sóc y tế. Thì dường như chuyện mổ mắt mà thôi, nằm bệnh viện 2 tuần sau khi mổ mắt phải tốn hết 500.000 tiền viện phí và cộng thêm 23.000 tiền thuốc men. Một bệnh nhân mổ đầu gối và với bác sĩ chuyên khoa là tính hết là 30.877 đô la là để cho có mà bảo hiểm với mức hạn chế mà thôi. Hoặc là sửa chữa lại vết thương, đã chữa vết thương rồi, bây giờ sửa chữa vết thương và vết sẹo mà thôi, bởi vì thử nghĩ rằng là tính đến 22.000. Rồi nằm viện khoảng 1.5 tháng và tiền cấp cứu bằng máy bay, rồi chỉ có viêm họng nặng ảnh hưởng là phổi thôi, mà quý vị thấy nằm 1.5 tháng mà gần 1 triệu đô la và tiền máy bay là 36.806 đô la. Còn một đứa trẻ 4 tuổi bốn ngày tuổi phát hiện có cái tim có trở ngại, một tim hết là 428.903, chỉ có nằm viện 2 tuần mà thôi. Rồi bệnh nhân tăng áp huyết động mạch phổi nằm 4 ngày ở tại ICU tính 28 ngày và trung bình không, các bác sĩ trung bình không, là tính đến 40.000 và tiền thuốc là 23.000, tổng cộng quý vị thấy trong 4 ngày là 91.000. Thế chúng tôi đưa ra những con số như vậy để quý vị thấy rằng cái hệ thống viện phí và cách chăm sóc của Hoa Kỳ đến nỗi mà người dân không thể chịu đựng nổi. Thế thì cái cơn ác mộng như thế nào? Cơn ác mộng này không chỉ những dành riêng cho những người không có bảo hiểm y tế, và những người có bảo hiểm y tế cũng lâm vào trong hoàn cảnh như vậy. Thí dụ những người không có bảo hiểm y tế thì hiện nay quý vị thấy rằng là thống kê sơ thôi cho biết là 45 triệu người, tức khoảng là 15%, hơn 1/2, tức là khoảng 15% là tổng số dân của Mỹ ấy. Thì trong 45 triệu người này có 1/2 trong số đó mắc nợ về viện phí hoặc là chăm sóc y tế, là mỗi một người như vậy mắc nợ ít nhất là 9.000 đô la. Còn những người có bảo hiểm như thế nào? Bảo hiểm ấy, thì hiện nay có hơn 60% hộ gia đình họ báo cáo, tức là họ có vấn đề nợ về vấn đề chăm sóc y tế. Nhưng thực tế có đến 75% người đã từng khánh tận vấn đề mắc nợ về bảo hiểm y tế. Một báo cáo mới đây từ Trung tâm Luật Người Tiêu Thụ của quốc gia, họ nhấn mạnh cái vấn đề làm dùng của vấn đề bảo hiểm y tế, hoặc là những provider, hoặc là những cái công ty mà bảo hiểm về y tế, họ đưa ra những cái bằng chứng như thế này để cho quý vị thấy rằng tại sao là cái bảo hiểm hoặc là viện phí hoặc là tiền của bác sĩ cao như vậy. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà bệnh nhân á, dù anh có bảo hiểm hay không có bảo hiểm thì bệnh viện phải cũng chịu cho anh. Nhưng khi mà bảo hiểm á thì họ có bảo hiểm một khoản tiền nhất định nào thôi. Còn nếu như mà quá cái bảo hiểm đó, anh phải bỏ tiền túi ra. Những cái điều sau đây là quý vị đã thấy, tức là cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ là cái hệ thống không phải là bất vụ lợi mà hệ thống lợi nhuận. Tức là anh giống như làm kinh doanh vậy, anh lấy tiền được càng nhiều là càng tốt. Anh lấy tiền khách hàng được càng nhiều càng tiếc. Tốt, bên đó là môi giới, tức là cả cái công ty bảo hiểm về y tế nữa. Đó. Một công ty bảo hiểm y tế là một cái công ty quyết định cho cái bệnh nhân đó được chữa trị hay được mổ hay là không. Cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ, họ không cung cấp chăm sóc sức khỏe từ thiện. Như vậy, một số người chúng ta hỏi thế này, như vậy cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ có từ thiện hay không? Họ trả lời, không có từ thiện. Tại vì họ tức một tổ chức lợi nhuận mà, chứ đó không có từ thiện. Ngoài trừ ở New York mà thôi. New York á, thì dù như là người dân có thể để bệnh viện miễn phí, chỉ có New York, còn tất cả các tiểu bang khác và tất cả các thành phố khác trên toàn quốc Hoa Kỳ không có. Như vậy, bệnh viện chính thức đăng ký là một tổ chức lợi nhuận, chứ đó chúng ta không có từ thiện. Đó. Không có miễn phí. Mà miễn phí cho ai? Và họ lấy tiền. Đó là cái yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai, các bệnh nhân á, là khi đã mắc nợ rồi, là bệnh viện và các công ty mà bảo hiểm á, họ không chấm dứt ngang đó đâu. Họ cứ đeo đuổi hoài. Họ đi đòi nợ. Và nếu như mà không trả tiền,
Thì quý vị thấy cái gì? Tức là mình bị tín dụng xấu. Mà tín dụng xấu thì mình có trở ngại rất là nhiều. Và ngay cả vợ chồng sống với nhau mà khi đã ly dị rồi, họ vẫn tiếp tục đòi người chồng hay người vợ, mặc dù không thuận chồng với nhau. Thưa quý vị thấy cái hệ thống đi đòi nợ của y tế nó ghê như vậy. Cái thứ ba nữa, ok, bây giờ nếu như mình vào bệnh viện, mình không có tiền, thì bệnh viện offer cho mình có một thẻ tín dụng. Thôi bây giờ tôi cung cấp cho anh, cho chị thẻ tín dụng đây. Đó là bây giờ anh chưa có trả, thì anh dùng thẻ tín dụng này anh trả hàng tháng với cái tỷ lệ lãi suất khoảng 9.9%. Thì mình thấy như vậy, ok, cũng được rồi. Mình làm sao để hết bệnh. Nhưng quý vị thấy rằng sau khi trả thanh toán một thời gian, thì cái tỷ lệ lãi suất nó tăng lên đến 24.24%. Yếu tố thứ tư, tức là các công ty đòi nợ về tín dụng. Thì khi mà bên bệnh viện là các công ty bảo hiểm, họ không đòi nợ của cái bệnh nhân đó nữa, thì họ chuyển tất cả các hồ sơ đó qua bên cái công ty đòi nợ. Ở Mỹ có cái công ty đòi nợ, tức là họ đi theo sát, họ gọi điện thoại hoặc là theo dõi mình có làm việc hay không, họ trừ nợ ở nơi công an, nơi sở của mình làm, hoặc là mình có nhà hay không, họ link vào cái nhà của mình trong cái tài sản thế chấp của mình, vân vân. Nghĩa là làm thế nào để họ đòi nợ cho được. Một công ty đó họ đeo đuổi mình cho đến cùng. Mà nếu như mình không trả, tức là mình bị xấu, tín dụng xấu. Mà tín dụng xấu tức là mình không thể mua nhà được và không thể mua xe hơi được, vân vân. Chưa hết, nếu như mà mình mắc nợ mình không trả, quý vị thấy bệnh viện làm gì? Lần thứ hai mình đến đó, họ từ chỗ họ không chữa bệnh cho mình. Họ phải bắt buộc mình thanh toán cái điều đó là. Đó là khắc khe như vậy. Thế như vậy, những cái vấn đề chúng tôi đã kể trên thì quý vị thấy rằng cái vấn đề bệnh viện và viện phí và chăm sóc y tế của Hoa Kỳ rất là khắc khe. Họ nói thế này, chúng tôi chẳng có gì để bí mật hết trơn á. Vấn đề săn sóc sức khỏe của Mỹ, nếu so sánh với Canada mà khi nãy anh Nguyễn Xuân Nam nói, hoặc là ở Canada, hoặc là ở Úc Đại Lợi, hoặc các nước khác, thì việc chăm sóc y tế của Hoa Kỳ đắt đỏ gấp đến 10 lần anh Nguyễn Xuân Nam. Thì dù như bây giờ mình đi làm một CT chẳng hạn, CT scan không thôi, nếu so sánh ở Mỹ và Canada, thì ở Mỹ nó cái giá gấp 5 lần so với Canada, hoặc là so với các nước phát triển khác. Với cái hệ thống mà y tế của các nước khác, thì quý vị thấy rằng là nó được nằm trong kế hoạch của chính phủ, chứ không phải nằm trong kế hoạch của tư nhân hay là của các công ty tư nhân. Rồi các nước phát triển hoặc là ngay cả Canada chẳng hạn, thì việc khám sức khỏe là phổ quát hơn, kiểm soát quy định bởi chính phủ và thanh toán chăm sóc y tế là qua tiền thuế của người dân, chứ không phải là người cá nhân họ mắc tiền họ trả. Còn hệ thống y tế của Mỹ là khác hẳn, như chúng tôi đã nói, tức là hệ thống lợi nhuận và qua môi giới là các công ty bảo hiểm. Như vậy thì quý vị thấy rằng là ngay cả các công ty bảo hiểm và hệ thống y tế của bệnh viện thì họ làm thế nào để họ lấy tiền được. Thế thì mình xem thử rằng là cái số tiền một đồng của bệnh nhân trả cho bệnh viện thì họ làm những gì. Quý vị thấy rằng là nếu như một đồng của người bệnh để trả tiền cho bệnh viện thì trong đó có 20 cent cho một đô la. Như vậy thì tiền đó là tập trung cho vấn đề quảng cáo, cho tiếp thị hoặc làm thủ tục. Cái hệ thống y tế của Mỹ là một hệ thống tốt bậc nhất, nhưng cũng là một cái hệ thống mà gọi là giấy tờ quản lý hồ sơ là cái rườm rà nhất. Bởi vì cũng đặc biệt nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Barack Obama, ông ta muốn rằng cải tổ hệ thống tài chính. Xin lỗi quý vị, hệ thống y tế. Nhưng quý vị thấy rằng là các công ty dược phẩm, rồi các cái tập đoàn của y bác sĩ, họ có lobby, tức là vận động hành lang ở Quốc hội. Nhưng cái đó, dù cho Tổng thống Barack Obama có nỗ lực cũng thất bại, nhưng nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Obama đã thành công trong cái vấn đề mà Obamacare là Affordable Care đó, thưa quý vị. Nhưng cái Obamacare thì bây giờ vẫn còn đe dọa, rất là khó lắm, tại vì họ có một cái hệ thống lobby, tức là hệ thống vận động hành lang rất lớn, và các công ty dược phẩm hoặc là các tập đoàn y bác sĩ họ rất là mạnh lắm. Như vậy thì quý vị thấy rằng là người ta cho thấy rằng 200.000 người Mỹ thì họ có nợ chồng chất về y tế này rất là lớn.
đến quý vị thử tưởng tượng rằng là 200.000, 1.000 người Mỹ họ mắc nợ về y tế đến 100.000 cho một người như vậy. Và người dân Mỹ là họ phải phụ thuộc vào cái công ty bảo hiểm của mình và các nhà cung cấp. Nếu như quý vị ở Mỹ, quý vị thấy rằng là khi mình lớn lên mình đi làm á, mình lo nhất anh Nam cái bảo hiểm y tế thôi. Nhiều khi bảo hiểm y tế mình dám bỏ việc anh Nam. Nhiều khi họ ép mình, họ nhiều khi mình bất lực, nhưng có cả vì cái bảo hiểm sức khỏe là mình dám bỏ. Quý vị thấy đi vô bệnh viện không, 1 giờ đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ ở bệnh viện không, lên đến hàng chục ngàn thì làm sao mà dám bỏ cái y tế được. Bởi vậy với đó quý vị thấy rằng là người dân Mỹ mà có bảo hiểm rồi họ đi khám bệnh nhưng vẫn hạn chế, chứ không phải là có một cách thoải mái. Hoặc ngay cả các cụ cao niên chẳng hạn, người sông Nam thì như họ hiểu chương trình Medicare, Medicare chẳng hạn. Thì anh thì nghĩ rằng là có hạn chế nào đó, chứ không phải là không phải là mình đi khám lúc nào cũng được, hoặc là mình mua thuốc mà bên này có hai loại thuốc nữa, người sông Nam, thuốc hiệu và thuốc không hiệu nữa đó. Như thuốc hiệu rất là đắt và thuốc không hiệu thì còn rẻ hơn. Rồi chưa kể thì như là các cụ cao niên có chương trình Medicare chẳng hạn, nếu mình nằm bệnh viện mình nếu của cái quy định của bảo hiểm thì cũng phải là mất tiền tuổi rất là, nếu con cái có tiền thì trả, nếu mình có nhà thì bị liên vào căn nhà đó. Thì trong cuộc phỏng vấn giữa một nhà kinh tế mà chuyên về cái y tế của Hoa Kỳ nổi tiếng lắm, thì ông đã đưa ra một vấn đề như sau đây, quý vị. Thì ông giáo sư này ở trường Harvard, là một trong những trường đại học nổi tiếng, thì ông ta đưa ra những cái yếu tố mà chi phí chăm sóc y tế của Mỹ là cao như thế này. Cái thứ nhất là vấn đề chi phí cho hành chánh, một cái hệ thống hành chánh rất rườm rà. Ông lấy thí dụ như thế này, $1 như vậy thì mất 20 cent rồi cho vấn đề hệ thống hành chánh. Ông ta đưa thí dụ là một cái hệ thống bệnh viện ở Hoa Kỳ với Canada. Thí dụ như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, một cái bệnh viện là thuộc Đại học Duke chỉ có 900 giường bệnh thôi, Nguyễn Xuân Nam, mà có đến 1.300 tất cả nhân viên để làm hóa đơn. Quá trời. Anh thì mà nếu như so sánh với các quốc gia khác, quốc gia phát triển giống như Canada, Úc Châu chẳng hạn, hoặc là Anh Quốc hoặc là Pháp chẳng hạn, thì hệ thống y tế họ rất là bình thường, họ rất là đơn giản. Tại vì cái số tiền đó, bệnh viện cấm chẳng hạn, là bệnh viện phục vụ cho dân chẳng hạn, cho người dân họ thì họ đâu cần những cái công tác bảo hiểm, họ không cần những nhân viên như vậy. Mà quý vị thực 900 giường bệnh thôi mà có đến 1.300 nhân viên để mà lo hóa đơn, chưa kể là bác sĩ, chưa kể y tá nữa. Rồi yếu tố thứ hai, cùng một thủ tục như vậy mà khi mình khám á thì tiến hành tương tự như vậy, giống như đo máu, đo chiều cao, là thử máu này, cái nó cứ tiếp tục như vậy, mà mỗi lần một tiến trình như vậy, một thủ tục như vậy là tính tiền. Đó, anh thấy vừa rồi tổng thống Obama nói nên hạn chế cái đó đi, nhưng cái không cần thiết nên bỏ. Ok, quý vị thấy, nhưng tập đoàn của y bác sĩ và tập đoàn của dược nó khó quá mạnh, đó phải lập đi lập lại như vậy thôi. Thì còn đó là những thủ tục lập đi lập lại như vậy à, rồi còn kéo dài thời gian nữa, rồi có nhóm nữa. Thưa quý vị, thế này, bây giờ nhóm họ bảo vệ cho nhóm, chỉ như một bác sĩ tức là họ có một nhóm của họ. Nếu như bệnh nhân để nhóm đó thì họ đưa qua những bác sĩ trong nhóm, mà khi bác sĩ trong nhóm đó họ không làm được thì họ mới nhường cho những nhóm khác. Như vậy là cái tiền bảo hiểm đó họ ăn trong tiền bảo hiểm đó. Do đó mình bệnh nhân nữ như mình muốn qua nhóm khác thì mình từ bỏ cái túi ra. Đó là cái hệ thống của Hoa Kỳ như vậy. Rồi ông ta nói thế này, một bác sĩ ở Mỹ làm chức năng tương tự giống như bác sĩ ở Canada, hoặc chức năng tương tự cũng giống như ở Pháp, một chức năng tương tự ở Anh Quốc, mà bác sĩ của Mỹ là lương cao gấp mấy lần ở Canada hoặc là ở Anh Quốc, ở Pháp. À, rồi bây giờ nói đến dược liệu nữa. Thưa quý vị, thấy dược liệu Mỹ đưa ra quyết định như này. Mỹ đưa ra quyết định chính phủ Mỹ không mua thuốc với một liều lượng lớn, mà chính phủ Mỹ có thể negotiate, là thương lượng với các công ty dược phẩm với một giá phải chăng nào đó mà công ty dược phẩm chấp nhận, chứ không phải là chính phủ chấp nhận. Như vậy quý vị thấy rằng là các công ty dược phẩm họ có quyền đánh giá, mà cái thuốc men của Hoa Kỳ là cao bậc nhất so với thế giới. Mình nên nhớ rằng quý vị thấy rằng là thuốc men của Hoa Kỳ không phải nhập cả các nước khác. Đó là cái vấn đề. À, rồi các công ty dược phẩm
Mà trong cái bài tờ báo New York Times Magazine á, hoặc tờ báo Times chẳng hạn, họ nói thế này: công ty dược phẩm là các cái tập đoàn y dược sĩ á, họ có lobby ở trên quốc hội rất mạnh lắm. Do đó những cái đề nghị gì của hành pháp hay là của lập pháp ra, thưa quý vị cũng chịu. À. Rồi nói về thuốc men thì ở các nước khác thì giá thấp hơn, còn thiết bị y tế hoặc lương bổng đều nằm trong tay kế hoạch của quốc gia chứ không phải là cá nhân nữa. Đó. Thì còn ngược lại bên Mỹ thì quý vị thấy bác sĩ được trả lương lương năm. Một quý vị thấy khi mà đã trả lương năm rồi á, thì họ làm theo lương năm của họ. Rồi, xong hết, tôi nghỉ. Tôi không làm thêm nữa, nếu làm thêm thì tôi từng là chuyện, đâu có thêm tiền đâu. À, chính như vậy, bảo hiểm cũng vậy, tôi ấn định một số tiền nào đó, anh chữa trị, nếu như quá thì anh tự bỏ tiền túi ra. Rồi, bên cạnh đó là người người Mỹ á, thì so sánh với các người các quốc gia khác thì người Mỹ được chăm sóc y tế được nhiều hơn so với là các quốc gia khác. Thì tuy nhiên mình phải có một số tiền để chi trả cho cái viện phí. Đó là cái vấn đề mà gọi là nightmare, tức là nó oái âm trong cái vấn đề mà y tế của Hoa Kỳ. Nếu mình không có tiền thì sao? Lúc kỳ thì ví dụ như tiểu bang Cali của mình chẳng hạn. Bên cạnh đó, nếu như mình hưởng được chương trình mà trợ giúp về y tế hoặc là trợ giúp về tiền bạc trong vấn đề y tế, thì với vấn đề thì mình có đủ điều kiện, có đáp ứng, tức là mình có thu nhập thấp, mà quý vị biết rằng là 45% là tổng số Hoa Kỳ là làm lương thấp dưới 40.000. Thì như vậy 40.000 thuộc loại thành phần gọi là có thu nhập thấp thì có đủ cái tiêu chuẩn để hưởng được cái chương trình Medicare hoặc là Medi-Cal chẳng hạn. Mà cái chương trình đó thì quý vị có hạn chế, nếu như mình dùng thuốc hiệu hoặc là nằm bệnh viện lâu ngày thì cũng tự bỏ tiền túi ra. Như vậy chúng tôi muốn đưa cho quý vị một cái thông số và những cái thí dụ như vậy, quý vị thấy rằng là cái hệ thống của Hoa Kỳ một một cái hệ thống kinh tế bậc nhất thế giới, và những cái dụng cụ y thiết bị ấy, được là cập nhật là tối tân nhất, mà quý vị thấy rằng là người dân Mỹ vẫn khổ cho vấn đề khi nằm bệnh viện trong những năm. Thưa quý vị, câu chuyện chưa hết, vẫn tiếp tục là dấu hỏi lớn cho các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian tới. Đâu là một chính sách y tế và hợp lý cho mọi người dân ở tại Hoa Kỳ? Thì đó là một đề tài mà chúng ta thấy tất cả các vị tổng thống, ứng cử viên tổng thống đều đề cập đến. Nhưng mà có thể nói là trước đây thời kỳ ông Kennedy một lần cũng muốn làm, nhưng mà làm không xong. Rồi tới thời kỳ mà ông Bill Clinton cũng muốn làm Health Care Act nhưng làm cũng không được. Tới thời kỳ Barack Obama làm, nhưng mà đến giờ này cái sự đe dọa để hủy bỏ, để mà phá đi, để mà appeal nó, rồi để mà chống đối nó, rồi để tạo cái khác. Cho nên cái Obamacare vẫn trong cơn chao đảo của cái cuộc mà tranh chấp chính trị. Thì không biết kỳ mai cái y tế nước Mỹ như thế nào. Thú thật đây là vấn đề rất nhức đầu, thưa quý vị. Ngay cả mà chúng ta càng quan tâm về nó khi chúng ta tuổi đời chồng chất lên, sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Thì câu chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, và có dịp chúng tôi sẽ mời anh Bùi trở lại để tiếp tục thưa chuyện quý vị về vấn đề này. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và cảm ơn thời gian của anh Bùi. Thưa anh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi anh em chúng tôi. Xin chào người Việt Nam và Chào chào anh. quý vị vào lần sau. Chào quý vị.